Trước khi đưa nêu lên những cái quan điểm mà tôi đã có một cái bài viết liên quan đến cái luật an ninh mạng, thì trước khi đi vào phần chia sẻ thì tôi cũng muốn gửi đôi lời với những cái người có ý kiến phản biện và tranh luận. Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý và rất hoan nghênh và cũng rất cảm ơn những người đã có những cái ý kiến trái chiều. Tất nhiên rằng là trong đó số ít thôi, nhưng mà cũng rất mong muốn rằng là khi mọi người tranh luận thì cũng căn cứ vào các cái quy định và cái sự hiểu biết của mình, không nên có những cái ý kiến mà mang tính áp đặt hoặc là chửi bới. Như thế thì nó sẽ không hay. Tất cả những cái việc mà tôi chia sẻ hay tất cả những cái người lên tiếng, thực ra cái mục đích lớn nhất là đều mong muốn rằng là hệ thống luật pháp của Việt Nam sẽ được phát triển để đảm bảo các cái quyền lợi của người dân, để giúp cho xã hội tốt hơn. Chứ ngoài cái mục đích đó ra thì bản thân tôi hay là những luật sư đồng nghiệp hay là tất cả những chuyên gia về kinh tế, pháp luật lên tiếng không có nhằm mục đích gì khác, cũng đừng có quy chụp rằng là kích động hay là nói phản động, bởi vì tôi nghĩ rằng là phản động thì ở đấy rằng là những cái người mà không có đau đớn hay là thờ ơ trước những bất công, những ngăn trái mà pháp luật hay là các chính sách pháp luật nó ban hành ra thôi. Thực ra thì luật an ninh mạng thì các nước trên thế giới đã có nhiều quy định và đã ban hành rồi, và tôi cũng ủng hộ rằng là pháp luật Việt Nam cũng ban hành luật an ninh mạng. Tuy nhiên á, là vì sao mà cái luật an ninh mạng mà Quốc hội vừa mới bấm nút thông qua ngày hôm qua đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, và đã cũng có rất nhiều chuyên gia luật pháp và chuyên gia về công nghệ thông tin đã phản đối. Thì tôi trong cái phạm vi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi chia sẻ đến một số cái bất cập mà đứng trên góc độ quan điểm cá nhân của tôi, thì nó có thể gây ra những cái hậu quả như thế nào, hay là nó có thể dẫn đến những cái tác hại không chỉ cho những cá nhân mà ngay cả những cái doanh nghiệp kinh doanh hay là có những cái hoạt động liên quan đến cái hệ thống internet hay hệ thống mạng. Như chúng ta đã biết thì trong cái luật mình phải hiểu một vấn đề đấy, luật an ninh mạng là như thế nào. Luật an ninh mạng ở đây là bảo vệ cái mạng lưới internet. Tuy nhiên rằng là khi tôi đọc cái dự thảo cuối cùng mà chỉnh sửa và Quốc hội thông qua vào ngày hôm qua và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2019, thì ở đây rằng là luật an ninh mạng đã nhập nhằng giữa cái khách thể, thì những cái người về hành nghề luật sư hay những người học về luật pháp thì người ta sẽ hiểu rằng khách thể là cái gì. Có nghĩa là khi một cái quy định pháp luật nào được ban hành ra thì nó nhằm bảo vệ khách thể, là bảo vệ cái mối quan hệ xã hội mà pháp luật đó điều chỉnh. Tuy nhiên rằng là ở đây rằng là tôi thấy trong này á, luật an ninh mạng là ban hành ra là quy định một số các hành vi nghiêm cấm, ví dụ như rằng là các cái đưa các cái thông tin rằng là gây nguy hại cho an ninh quốc gia, hay là xúc phạm danh dự nhân phẩm, hay là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Thì thực ra cái này pháp luật đã có để điều chỉnh cụ thể ở đấy rằng là Bộ luật dân sự hay là Bộ luật hình sự, và nó đã có một cái chương hiến định quy định rõ trong Bộ luật hình sự là nếu như mà một ai đó hay một tổ chức nào đó mà có các cái hành vi mà xâm phạm đến an ninh quốc gia thì pháp luật đã điều chỉnh. Tuy nhiên rằng là luật an ninh mạng được ban hành ra thay vì rằng là để bảo vệ cái hệ thống an ninh đấy, thì lại quy định các cái mối quan hệ xã hội mà các cái luật khác đã điều chỉnh, cụ thể ở đây là Bộ luật hình sự và Bộ luật dân sự.
Tôi nói mọi người có nghe rõ không ạ? Tôi thấy trong này rằng là mọi người có ân nguyện nha, với là có cái người nào đó nói rằng là tiếng nhỏ quá. Mọi người nghe rõ không? Tôi đang cầm trên tay rằng là cái luật an ninh mạng mà được Quốc hội thông qua. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích những cái quy định mà nó có thể gây nguy hại đến cho cá nhân nhé. Trước hết tôi nói đến nguy hại đến cá nhân. Thì ở đây rằng là điều 8 đấy, là nó có cái quy định cụ thể là các hành vi bị nghiêm cấm. Rằng là tại điểm C khoảng 1 của điều 8 nó có một quy định, tôi xin đọc cái quy định này lên và tôi sẽ phân tích cho mọi người thấy rằng là trong trường hợp này áp dụng cái thực tế nó có thể rất khó để thực thi, và nó có thể dẫn đến nhiều quan điểm và có thể dẫn đến một cái việc làm quyền của người thực thi luật pháp. Cụ thể ở đây là điểm C này, là các hành vi bị nghiêm cấm. Khoảng 1 là sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc. Thì về mặt giá trị, về lịch sử thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta hay là ai hay là trong sống trong một đất nước nào đó thì luôn ghi nhớ và luôn trân trọng cái giá trị lịch sử. Tuy nhiên rằng là cái giá trị lịch sử là những cái gì, vấn đề gì đó mà nó đã trải qua, và có thể mỗi cá nhân, mỗi quan điểm của từng người nó sẽ khác nhau. Không có thể rằng là bắt buộc một cá nhân nào đó buộc rằng là thừa nhận một cái thành tựu, bởi vì rằng đến cái quyền suy nghĩ đứng ở góc độ của một người dân. Thì nếu như cái vấn đề này mà một cái cá nhân hay một tổ chức nào đó có một cái quan điểm phân tích, cái mục đích của cái người đó nó phân tích ở đây rằng là để phân tích giá trị của một cái lịch sử. Tuy nhiên nếu như cơ quan thực thi luật pháp cho rằng và khẳng định rằng cái giá trị lịch sử ở đây là đúng 100%, thì một cá nhân nào đó người ta có một cái quan điểm trái chiều, thì cái quan điểm trái chiều đó có phải là phủ nhận thành tựu cách mạng hay là phủ nhận giá trị lịch sử hay không? Rất khó để mà quy kết, hay rất khó để đưa ra một cái nhận định chính xác được trong trường hợp này. Và như thế thì nó dập tắt đi những cái ý kiến phản biện, những cái giá trị lịch sử của những chuyên gia hay là những nhà sử học. Mà giá trị lịch sử ở đây nhằm mục đích phải có nhiều quan điểm, nhiều ý kiến phân tích. Có thể cái quan điểm nó trái chiều và nó đi ngược lại những cái giá trị mà những người hay những nhà thực thi luật pháp, cụ thể ở đây là luật an ninh mạng. Thì lúc đó vô tình hoặc là cố tình thì cơ quan thực thi luật pháp nói rằng là anh ban hành ra một cái, anh nêu cái quan điểm như thế đã phủ nhận cái thành tựu cách mạng, thì vô tình rằng là cái hành vi đó vi phạm pháp luật. Và cái người có cái quan điểm như thế có thể mục đích ở đây là người ta muốn phân tích giá trị lịch sử để thế hệ hiện tại, để thế hệ tương lai nhìn vào giá trị lịch sử đó để giúp cho đất nước phát triển. Thì đó là một cái vấn đề mà tôi cho rằng là luật an ninh mạng chưa bao quát được cái vấn đề đó. Thứ hai là tôi muốn nói đến là điểm D khoản 1 điều 8 là các hành vi bị nghiêm cấm. Ở đây là tôi xin trích dẫn để tôi thấy rằng là, để cho mọi người thấy rằng ở đây là một cái quy định chung chung, và ở đây rằng là ai cũng có thể hiểu, mọi người một quan điểm mà, là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Quan điểm của tôi đấy là một cái quan, đây là một cái vấn đề mang cái quy định nó mang tính chất chung chung. Như thế nào là gây hoang mang trong nhân dân?
hoang mang trong nhân dân ở đây mang một cái phạm vi rất rộng. Tôi đặt ra giả thiết rằng là có 1.000 người dân, nhưng mà trong đó 50 người dân không hoang mang và người ta thấy là cái thông tin đó hết sức bình thường và người ta tiếp thu. Nhưng mà 50 người còn lại người ta cho rằng là hoang mang. Thì về cái câu chuyện đặt ra ở đây rằng là cái vấn đề đó có hoang mang hay không? Tiếp đến một cái quy định là gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội. Ý nói rằng là một cái cá nhân, một tổ chức nào đó đưa lên mạng xã hội, nó gây thiệt hại cho tổ chức hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một cái quy định ở đây rằng là cơ quan nào xác định được rằng cái thông tin đó gây thiệt hại, ở đây rằng là nó phải có một tổ chức hay là một cơ quan phán quyết, ở đây cụ thể ở đây là tòa án, người ta quyết định rằng là cái thông tin đó đã gây thiệt hại cho tổ chức kinh tế xã hội, hay là có một cái cơ quan giám định nào đó đã gây thiệt hại bằng vật chất hay là tinh thần thì mới có thể quy kết được. Tuy nhiên nếu như với cái quy định như thế này thì nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề là một cái cơ quan thực thi là phạm, cụ thể đấy là các cái cơ quan mà bảo vệ an ninh mạng ấy, người ta cho rằng là cái thông tin anh đưa ra đây có gây thiệt hại, tuy nhiên chưa có một cái tổ chức hay một cái phán quyết của tòa án hay là một bất cứ một cái vấn đề nào chứng minh được các cái thiệt hại xảy ra, thì người ta vẫn có quyền để người ta nói rằng là thông tin này cần phải kiểm tra, thông tin này gây thiệt hại cho tổ chức kinh tế xã hội, trong khi chưa có một cái phán quyết của một cơ quan thực thi luật pháp, cơ quan tố tụng nào đó, cụ thể ở đây là tòa án hay là một tổ chức giám định. Thì tôi hỏi mọi người rằng là có thể rằng là nó sẽ dẫn đến một sự làm quyền ở trong cái trường hợp này. Đấy là một cái vấn đề nó rất nghiêm trọng. Và gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước. Luật không có quy định là trong trường hợp này như thế nào gọi là gây khó khăn. Với quan điểm của tôi rằng là cái thông tin này nó không có gì gây khó khăn cả. Hay là một cái thông tin của một cá nhân, một tổ chức nào đó đưa ra, mọi người, có thể là 1.000 người nói cái thông tin này nó hết sức bình thường. Nhưng mà đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, người ta cho rằng là cái trường hoạt động này là gây khó khăn cho hoạt động cơ quan nhà nước, thì lúc đó họ sẽ thực thi các cái biện pháp theo luật an ninh mạng. Thì cái hậu quả xảy ra ai gánh chịu? Có thể cơ quan nhà nước người ta đến, người ta kiểm tra, sau đó người ta đưa ra cái kết luận rằng là ở đây rằng là chưa gây khó khăn. Vậy thì cái việc mà kiểm tra như thế sau đó không gây hoang mang thì ai chịu trách nhiệm, và có chế tài nào dành cho những cơ quan thực thi luật pháp hay những cơ quan thực thi luật an ninh mạng không? Tôi cho rằng là không. Bởi vì quyền quy định cho người ta, quyền quy định cho cơ quan thực thi luật pháp làm cái việc đó thì tôi làm, và nó không quy định chi tiết như thế thì rất nhiều cái vấn đề hậu quả, không chỉ về mặt pháp lý, không chỉ về mặt thực tế xảy ra. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên. Rồi đến điểm D của khoản 1 luôn, tôi xin đọc cái này lên để cho mọi người thấy được một cái quy định cực kỳ chung chung, và nó là hết sức chồng chéo, là sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người. Tôi nhấn mạnh đoạn này: đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Như thế nào được xem là một thông tin là dâm ô? Ví dụ hoặc là một cái hành vi là đồi trụy, khiêu dâm, bởi vì rằng là hay là một cái hành vi nào đó là vi phạm đạo đức xã hội. Ngay cả bộ luật dân sự vẫn không có quy định rõ ràng chi tiết như thế nào gọi là đạo đức xã hội. Chỉ có một cái quy định rõ là như thế này: đạo đức xã hội là những cái chuẩn mực mà được mọi người thừa nhận. Có thể đối với tôi là cái trường hợp này là bình thường, nhưng mà với người khác là cái thông tin đó là vi phạm đạo đức. Vậy quy định chung chung như thế thì làm sao mà biết cái nào là vi phạm? Hay là sau này tôi đặt ra một giả thiết này:
Ví dụ như tôi nói thật mà đùa, ví dụ hôm qua tôi thấy một cái ân nào đó mà không phải là nghề luật, nhưng mà anh có đưa ra một cái quan điểm mà tôi cho rằng rất chính xác. Anh chưa leo gì đấy, tôi có xem cái clip của anh ấy. Là anh ấy nói ví dụ như một cô gái bán hàng bikini trên Facebook đi, người ta livestream, cô gái đó có một cái thân hình bốc lửa rất đẹp, và người ta mặc các cái bộ bikini và người ta livestream, người ta đi, người ta quảng cáo, người ta xoay chiều này, người ta xoay chiều khác, người ta đi ọc ẹo, thì cái hành vi đó với người này có thể là khiêu dâm, nhưng mà với người khác đó là một cái hành vi rất đẹp, cơ thể của một người phụ nữ rất đẹp và không có gì khiêu dâm cả. Vậy thì phải có định nghĩa cụ thể như thế nào là khiêu dâm, như thế nào là đồi trụy. Tuy nhiên là nếu như cơ quan nhà nước bảo vệ luật an ninh mà cho rằng là cô này đưa hình như thế là có hành vi đồi trụy và tiến hành can thiệp, thì ở đây cô gái đó sẽ có hai thiệt thòi, hai cái thiệt thòi xảy ra. Thiệt thòi thứ nhất là về mặt tinh thần, là cô ấy bị cơ quan nhà nước hay là bởi bị các cơ quan thực thi pháp luật gán ghép rằng một cái hành vi bán hàng như thế là mang tính chất khiêu dâm hay là đồi trụy. Thứ hai là cơ quan thực thi buộc cô ấy phải chấm dứt cái hành vi đó, thì cô ấy thiệt hại về mặt kinh tế, bởi vì lúc đó là phải chấm dứt cái việc bán hàng. Thì nếu như có thiệt hại xảy ra thì cơ quan thực thi có phải bồi thường thiệt hại hay không? Tất nhiên ở đây là cô gái đó có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng mà lý thuyết như thế thôi, thực tế tôi cho rằng không thể thực hiện được. Và nếu có thực hiện được thì chắc có lẽ là tương lai hay là không biết khi nào mới có kết quả. Nó hạn chế đi rất nhiều quyền của cá nhân. Thì mọi người, tôi mới nói đến một cái khoản một của một cái điều luật của luật an mạng, thì mọi người thấy được cái không rõ ràng. Đó là lý do vì sao mà một số đại biểu quốc hội người ta đã lên tiếng ít nhất không bấm nút thông qua, hoặc nếu có thông qua luật an mạng thì hãy lùi thời gian. Tôi với tư cách đứng ở góc độ hôm nay tôi chia sẻ là với tư cách là một cái người hành nghề luật sư, một cái người có am hiểu về luật pháp và đứng ở tư cách là một công dân, thì tôi vẫn chưa có thể đưa ra được một cái giải đáp nào để mà nhằm cái mục đích tốt đẹp. Thực ra là ở đây rằng là khi mà nếu như người không hiểu biết về luật pháp ấy, hay là không có hiểu được từ ngữ của từ những cái quy định này, thì cứ nghĩ rằng là ồ, cái luật an ninh mạng này nó quá tuyệt vời, nó nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, nó nhằm bảo vệ những cái hành vi mà vi phạm để một cái không gian mạng tại Việt Nam phát triển tốt đẹp. Nhưng mà nếu như đọc qua không hiểu sâu được cái vấn đề thì ai cũng có thể hiểu được không? Ví dụ hôm qua tôi đưa một cái bài viết rằng là lên Facebook sau khi là Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng đấy, thì có những người vào nói rằng là đã đọc hết luật chưa, không làm gì sai thì làm gì mà phải sợ. Hay là cũng có chính đại biểu Quốc hội rằng là nói rằng là mà Facebook là một cái vấn đề gì đó mà không quan tâm, nó gây rắc rối thế này thế khác, thì tôi nghe như thế thì tôi cũng không phải biết phải nói như thế nào cả. Tôi có thấy là nhiều người chia sẻ trên Facebook đấy, và một số chuyên gia và rất nhiều người dân
đưa cái hình ảnh hay đưa cái clip, ví dụ như chúng ta biết rằng là hiện tại có một 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 cá nhân là trước đây là làm cơ quan công an và bây giờ bị bắt trong một đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đô đấy, và người đó là quản lý hệ thống internet, và chính cái người thực thi luật pháp đó người ta đã vi phạm. Đấy là cái vấn đề mà mọi người phải suy nghĩ và đắn đo. Thực ra khi tôi hay là tất cả mọi người hay là những người nêu lên cái ý kiến của mình, thực ra mục đích của chúng tôi ấy, không phải là nhằm mục đích rằng là phê phán, hay là nhằm mục đích là kích động, hay là nhằm mục đích đả kích, mà chúng tôi lên tiếng bằng lương tri, bằng trách nhiệm nghề nghiệp của mình, để nhằm cái mục đích ở đây rằng là những cái luật ban hành ra nó giúp cho xã hội của chúng ta phát triển, đảm bảo được cái quyền của những người sống trong đất nước này. Đó là cái mục đích lớn nhất. Chứ chúng tôi lên tiếng như thế, rất nhiều người nói rằng là luật sư không sợ hay sao? Hay là có thể rằng là nhiều người ghét, hay nhiều người nói thế này thế khác. Chúng tôi hiện hơn ai hết, chúng tôi làm nghề luật sư thì chúng tôi hiểu được cái vấn đề như thế. Nhưng mà chúng tôi không thể không nói, bởi vì ít nhất chúng tôi hiểu được, trong chúng tôi là những người làm luật sư thì chúng tôi hiểu được những cái quy định nào nó đúng, những cái quy định nào không đúng. Chúng tôi phải có trách nhiệm nghĩa vụ của một người công dân lên tiếng phản biện và góp ý để cho cái luật nó ban hành ra nó tốt đẹp. Đó là cái vấn đề mà tôi rất mong muốn những cái quan điểm trái chiều hoặc là những cái quan điểm không đồng tình phải cố gắng hiểu được những cái điều mà chúng tôi băn khoăn. Chứ không phải ngoài cái mục đích đó chúng tôi không có cái mục đích gì khác. Ví dụ đợt ngày 10 vừa rồi đấy, chúng ta thấy rất nhiều người đã xuống đường, đã lên tiếng để đề nghị Quốc hội là tạm hoãn thông qua luật đặc khu. Và chúng ta cũng đã thấy được cái tình trạng phía ở ngoài Bình Thuận đấy, đã xảy ra cái tình trạng là của người dân là gây ra những cái thiệt hại. Tuy nhiên ở đây rằng khi mình đứng ở một cái góc độ nào đó, mình phải hiểu rằng mình sống trong một đất nước này, mà tôi rất mong muốn với trái tim của tôi, với tấm lòng của tôi, với cái hoài bão, với cái ước vọng nhỏ bé của mình, khi nhìn vào một cái sự kiện là chúng ta phải nhìn rất nhiều chiều. Có thể tôi khẳng định lại cái hành vi của những người dân vào thời điểm ngày 10 tháng 6 ở Bình Thuận, cái hành vi đó là không có đúng. Tuy nhiên chúng ta không vì đã điều đó mà chúng ta mạt sát, mà chúng ta phải đưa ra những cái ý kiến là và tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có cái lý do như thế. Có thể ở đây là nỗi bất ức của người dân, hay là vì một lý do nào đó, người ta ai sai thì có pháp luật chế tài. Và mọi người có đồng ý với tôi nếu như không có những người dân lên tiếng, chúng ta không có đồng lòng chia sẻ, chúng ta không có nêu các chính kiến trên Facebook, chúng ta các báo chí không nêu, thì chưa chắc luật đặc khu là được Quốc hội hoãn lại. Thì vấn đề như thế rằng là tốt đẹp, và chúng ta cũng cảm thấy có một chút gì đó vui khi rằng là cơ quan lập pháp lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thêm một cái vấn đề nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người. Hôm qua có một anh nói với tôi rằng là không nên lên tiếng, không nên phân tích gì cả. Gia đình tôi đang sống đầm ấm, hạnh phúc,
không có ảnh hưởng gì ở vấn đề quốc gia hay là vấn đề về pháp luật, nó không ảnh hưởng gì đến gia đình của tôi. Thứ nhất, tôi cũng xin chia sẻ với anh kia là thứ nhất là bản thân tôi, và tôi tin rằng tất cả mọi người chúc mừng và rất mong muốn gia đình anh mãi hạnh phúc và có một cuộc sống tốt đẹp. Và ở đây anh có quyền không lên tiếng, anh có quyền không phản biện. Tuy nhiên rằng là không có thể rằng là cho rằng những cái vấn đề đó những người khác lên tiếng là xấu. Nếu như những người khác không lên tiếng thì thật ra là rất nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội chúng ta phải hết sức tôn trọng nhau, và chúng ta phải cố gắng chia sẻ, góp ý cho nhau để mọi thứ nó tốt đẹp. Chứ chúng ta không có dùng lời lẽ, chúng ta không đưa ra những cái phản biện tục tiểu để làm nghiêm trọng hóa các cái vấn đề. Thực ra khi mà tôi chia sẻ hay là tôi trả lời các đài truyền hình hay là tôi viết cái gì trên Facebook, tôi đều luôn sắp xếp cái mặt tích cực và cái mặt tiêu cực của nó. Không bao giờ tôi hồ đồ hay là không bao giờ tôi đưa một cái gì đó theo cảm xúc của mình cả. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến quyền con người, liên quan đến người dân. Có một người comment, rất cảm ơn anh comment, nhưng mà nếu được thì anh không có comment tiếp tục, có thể bức xúc hay là gì đó. Rất cảm ơn nhé. Cảm ơn mọi người. Cho tôi đọc comment cái xem có ai hỏi gì không, rồi tôi sẽ chia sẻ đến một số vấn đề nó tác hại nữa. Với là cuộc chia sẻ như thế này, đây là quan điểm của tôi, tôi không có buộc mọi người phải nghe theo thì tôi không có quyền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái comment hay là những ý kiến chia sẻ thì có thể bức xúc, nhưng chúng ta phải hết sức văn minh, không nên chửi tục, nó thấy nó rất kỳ. Tôi cảm ơn anh Đinh Thân Tùng. Điều 12 của luật an ninh mạng quy định về kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Ở điểm D đấy, khoản 2 đấy, nó có một cái quy định là kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố an ninh mạng. Ở đây có nghĩa là cơ quan thực thi luật pháp nên rơi vào cái trường hợp như thế thì người ta có thể kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào. Thì mọi người, khi tôi nói đến cái vấn đề kiểm tra đột xuất như thế thì chắc mọi người cũng phải hiểu được cái quyền lời của doanh nghiệp hay là quyền lời của những cá nhân sử dụng mạng nó bị ảnh hưởng như thế nào. Tất nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, trong cái quy định luật an ninh mạng như thế này thì tôi thấy có những quy định nó rất chuẩn mực, nó rất đúng chứ không phải không đúng. Cái gì chúng ta đúng, cái gì tốt chúng ta phải thừa nhận, cái gì chưa đúng, cái gì sai thì chúng ta phải góp ý để giúp cho hệ thống pháp luật tốt hơn. Mọi người có nhớ là Bộ luật Hình sự năm 2015 đấy, khi Quốc hội thông qua là đã có luật sư phát hiện rằng là hình như là 99 điểm vi phạm, sau đó phải lùi lại thời hạn. Bộ luật Hình sự là một đạo luật đặc biệt quan trọng của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên rằng là những đại biểu Quốc hội
bấm nút thông qua một lần. Thì từ cái câu hỏi đó tôi cũng đặt giả thiết rằng là tại sao rất nhiều chuyên gia, rất nhiều ý kiến đã nêu ra quan điểm là phải tạm dừng hay ít nhất lùi lại để xem xét đến luật an ninh mạng. Thì đó là một cái quy định rất nhiều ý kiến, phản biện rất nhiều ý kiến nêu ra, và tôi cho rằng nó rất hợp lý. Thì tại sao lại phải bấm nút thông qua? Tuy nhiên bây giờ rằng là Quốc hội đã bấm nút thông qua luật, thì với tư cách là công dân hay là tất cả các tổ chức phải chấp hành và phải tuân thủ. Tuy nhiên chúng ta có trách nhiệm là phân tích, chỉ ra những cái điểm sai phạm, những cái điểm chưa phù hợp trên thực tế, nếu như có áp dụng thì nó sẽ có gây ra cái hệ quả gì, để có những cái kiến nghị với cơ quan lập pháp để chỉnh sửa, để giúp cho cái bộ luật hoàn thiện hơn. Và đó là không chỉ trách nhiệm của cá nhân tôi, mà tôi nghĩ rằng ở đây tùy theo quan điểm của từng người cũng phải có trách nhiệm về cái việc đó. Tôi nói mọi người có nghe rõ không? Và cái ý kiến của tôi chia sẻ không có dùng các cái học thuật từ ngữ về mặt pháp lý để cho những người không có phải là không có hiểu về nắm bắt về luật lắm thì mọi người dễ hiểu, nhưng có thể những cái từ ngữ nó không có thuần ý về mặt pháp lý. Dạ. Rồi, tôi muốn nói đến một cái quy định mà quan điểm của tôi là quan trọng. Ở đây là các cái hành vi bị cấm, cụ thể là điều 15 luật an ninh mạng. Là trong đó có rất nhiều cái thông tin cấm, tôi xin đọc qua để cho mọi người thấy đấy. Ví dụ như là thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo, nhân dân các nước, thông tin xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vị nhân, lệnh tù, dân nhân, anh hùng dân tộc. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây trật tự công cộng, bao gồm ví dụ như là thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động xúi dục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân. Thông tin có nội dung tuyên truyền tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự. Một cái câu hỏi đặt ra, thứ nhất là quyền biểu tình của con người đã được hiến pháp công nhận và thừa nhận. Lẽ ra trong trường hợp này Quốc hội phải ban hành luật biểu tình để tránh những cái trường hợp mà luật an ninh mạng quy định là gây mất ổn định về an ninh trật tự. Thực ra là cái quyền này đã được hiến định. Thì khi mọi người xuống đường, mọi người nêu lên chính kiến của mình, mà thực tế rằng là tại đất nước của chúng ta đã xảy ra được những cái việc đã có những cái việc như thế,
thì tất cả những cái người sống trong đất nước này, cá nhân của tôi, thì họ cho rằng đấy là cái quyền đã được hiến pháp họ xuống, nhưng mà không có một cái quy định cụ thể, thì vô tình luật an ninh mạng là cho rằng có thể hoặc là cơ quan thực thi bảo vệ an ninh mạng cho rằng đấy là hành vi gây rối an ninh trật tự. Trong trường hợp này đáng lẽ ra Quốc hội phải ban hành luật biểu tình trước để chi tiết rồi mới cái quy định như thế này, nhưng mà nó téo me và nó ngược lại một chút là luật an ninh mạng ra. Ở đây an ninh mạng là trên không gian mạng, còn thực tế hàng ngày trên thực tế, trên đất, trên các cái con đường của chúng ta đi, đó là một cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với mọi người để thấy được cái sự bất cập của quy định pháp luật. Cái khoản 3, cái này mới quan trọng này. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống, bao gồm thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. 2. Thông tin bịa đặt sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đó. Thì hai cái này nó liên quan gì đến an ninh mạng? An ninh mạng là hệ thống Internet. Còn cái quan điểm đó là một quan điểm thể hiện trên không gian mạng, nó không có liên quan gì đến hệ thống an ninh mạng Internet cả. Hai cái quy định như thế nó không có liên quan gì đến an ninh mạng ở đây cả. Thì tại sao lại quy định cái nội dung rằng là xúc phạm danh dự nhân phẩm? Cái quy định này chính xác là phải do bộ luật dân sự điều chỉnh. Và nếu như một người nào đó đưa một cái quan điểm mà người khác cho rằng là xúc phạm danh dự nhân phẩm, anh đưa một cái quy định như thế, anh bình luận một cái vấn đề nào cho rằng là anh đang xúc phạm tôi, danh dự nhân phẩm của tôi, thì em có quyền khởi kiện ra tòa để đề nghị bồi thường và xin lỗi. Đã có quy định trong bộ luật dân sự thì tại sao luật an ninh mạng bảo vệ hệ thống Internet, bảo vệ hệ thống mạng của quốc gia lại quy định một cái điều khoản mà đã bộ luật dân sự điều chỉnh? Thứ hai rằng là nếu như có một cái hành vi nào đó xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm mà gây thiệt hại hay là nó có dấu hiệu về tội phạm, thì ở đây về nguyên tắc cơ quan thực thi an ninh mạng muốn xử lý cái này thì trước hết là phải khởi tố vụ án để điều tra thì để mới xem xét. Nhưng mà luật an ninh mạng đưa ra cái vấn đề này thì ở đây rằng là cơ quan bảo vệ an ninh mạng có quyền can thiệp trước, một cái sự chồng chéo luật, và vô tình rằng một cá nhân hay một tổ chức nào đó là bị ba chế tài của luật pháp: một là luật an ninh mạng, hai là bộ luật hình sự, ba là bộ luật dân sự. Mọi người có đồng ý với tôi cái việc đó không? Và tôi cho rằng đó là một cái vấn đề mà tất cả chúng ta phải hiểu được. Thì tôi không biết là những cái người đã bấm nút thông qua luật an ninh mạng họ có nghiên cứu kỹ những cái quy định như thế này không? Và họ có được hiểu được là tại sao là như vậy không? Với là thông tin bịa đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm danh dự, ở đây nhân phẩm và danh dự nói đến là cái quyền của cá nhân từng người. Có thể rằng là với tôi, ai nói gì thì nói, có thể là thông tin nó sai sự thật đấy, nhưng mà bản thân tôi rất bình thường với những cái thông tin như thế. Bản thân tôi cảm thấy rằng là cái điều đó không có xúc phạm
bị xúc phạm hay là nhân phẩm của tôi không có bị ảnh hưởng, mà chính bản thân của tôi cảm thấy không bị ảnh hưởng, chính bản thân tôi không lên tiếng đề nghị cái người đăng thông tin mạng đó xin lỗi hay bồi thường thiệt hại, thì cớ làm sao một cơ quan thực thi luật pháp lại can thiệp vào việc này? Ở đây là quan hệ cá nhân của tôi mà, danh dự nhân phẩm của tôi mà. Thì bây giờ một cái thông tin nào đó mà cơ quan bảo vệ an ninh mạng họ cho rằng là xúc phạm nhân phẩm, nhân dự cá nhân, gây thiệt hại đến quyền lợi, thì họ có quyền can thiệp vào cái việc này. Mọi người có thấy được cái sự tác hại của nó, một thấy được một cái sự vô lý không? Tiếp đến là thông tin là gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân đó. Vậy khi nào được xem là thiệt hại? Khi và chỉ khi, một là cái người bị thiệt hại và cái người gây ra thiệt hại họ thừa nhận rằng là tôi đưa cái thông tin nó đã gây thiệt hại cho anh, thì lúc đó mới thiệt hại. Hai là phải có một phán quyết của cơ quan nhà nước rằng nó thiệt hại ở chỗ nào. Nếu như chưa có một cái phán quyết của cơ quan nhà nước, cụ thể ở đây là tòa án hay là một cơ quan hành chính làm cho rằng thiệt hại, thì các cơ quan thực thi bảo vệ an ninh mạng căn cứ vào đó cho rằng cái thông tin đó gây thiệt hại, tôi nói mọi người có nghe rõ không ạ? Và cái ý kiến của tôi mọi người có hiểu không hay là khó hiểu? Cảm ơn chị Nhung. Giờ thì livestream thì có biết hơn một chút xíu, tôi cố gắng theo dõi các ý kiến của mọi người, là có nghĩa là phải theo dõi mới biết được ý kiến. Rất cảm ơn và chúc những người đã và đang comment bình luận trên này mình khỏe và luôn hạnh phúc nhé. Cho tôi nghỉ khoảng 1 phút rồi tôi nêu thêm ý kiến của mình khoảng 10 phút nữa là chúng ta kết thúc, và lần sau chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái quy định. Không có nên bình luận kiểu như là ai cũng hiểu, chỉ lù đạn cướp không hiểu. Chúng ta không nên bình luận như thế. Chúng ta phải cố gắng chia sẻ góp ý trên tinh thần là để đưa ra các cái quy định. Làm cốc bia nhé, sẵn sàng. Mr. Phục, chào em khỏe không? Cảm ơn anh Vin.
Cảm ơn chị Nhung vừa nấu cơm vừa nghe. Chào chị Thị Út Nguyễn. Chúng ta không nên comment nên chúng ta đưa ra những cái quan điểm nó mang tính chia rẽ nhé. Chị Hà My cảm ơn chị nhé. Chúng ta hãy đưa ra những cái ý kiến đóng góp, hay là chúng ta có thể đưa ra những cái câu hỏi để mang tính xây dựng và mang tính xây dựng. Nếu như được điều đó thì bản thân tôi và tất cả mọi người sẽ rất biết ơn. Sau cái buổi chia sẻ livestream này, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người rằng là khi mình đưa các cái thông tin trên Facebook đấy, hay là đưa các cái thông tin như thế nào để nó tránh đi những cái hậu quả pháp lý nó xảy ra đối với bản thân. Cũng đừng có quá lo lắng và cũng đừng có quá phải e ngại về cái việc này. Tiếp đến tôi muốn nói đến cái luật an ninh mạng này, nó có những cái vấn đề bản thân tôi cho rằng là chưa phù hợp, nó có thể gây ra cho những cái doanh nghiệp hay là những cái tổ chức cung cấp các cái hệ thống internet hay cung cấp các cái dịch vụ về công nghệ thông tin, viễn thông, là nếu như mà căn cứ theo những cái quy định của luật an ninh mạng đấy, thì có thể rằng là những cái thông tin bảo mật có thể bị tiết lộ, bởi vì cơ quan bảo vệ an ninh mạng theo luật an ninh mạng, người ta có quyền kiểm tra khi người ta sẽ thấy rơi vào những cái quy định của pháp luật nó ảnh hưởng đến an ninh mạng. Một cái hết sức nguy hiểm rằng là chúng ta không có thể kiểm soát được cái việc rằng là nếu như cơ quan kiểm tra và cơ quan thực thi luật pháp, người ta thu thập được dữ liệu của các doanh nghiệp, nhưng mà sau đó người ta kết luận là cái này không có vi phạm, không ảnh hưởng, thì ở đây rất khó, và tôi thấy không có một cái chế tài là cái cơ quan đó sẽ bảo vệ các cái thông tin mà mình thu thập như thế nào. Và giả thiết đặt ra nếu như cái thông tin này vì một cái lợi ích nào đó, hay vì một cái cá nhân hay một tổ chức đó tuồn các cái thông tin này ra, và chúng ta biết rằng là những cơ quan tổ chức kinh tế, những doanh nghiệp bảo mật thông tin, có những trường hợp là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, nhưng mà tôi chưa thấy một cái chế tài nào để đảm bảo cái việc này, bởi vì thiệt hại có thể xảy ra cực lớn cho các doanh nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông đấy, mạng internet đấy. Đấy là tôi hy vọng rằng là mọi người hiểu, và các doanh nghiệp sẽ cần kinh doanh trong lĩnh vực này cũng sẽ có những cái tiếng nói để góp ý, chia sẻ với những cái cơ quan lập pháp để người ta xem xét lại, có thể điều chỉnh, bổ sung để nhằm đảm bảo các cái quyền lợi của tất cả mọi người.
miền Nam có một bình luận là lũ khốn của Đảng Cộng sản thà làm con chó hoang phương Bắc không chịu làm mà Nam. Tôi không có đồng ý với những cái comment kiểu này, và đừng có cực đoan và đừng có đưa ra những cái thông tin mà như thế, nó bức xúc như thế, nó không có mang tính xây dựng nhé. Rất cảm ơn anh. Rồi, tôi muốn nói đến cái vấn đề liên quan đến Facebook sau khi luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua. Hôm qua tôi có viết một cái bài viết rằng là khả năng có thể rằng là các cái mạng xã hội như Facebook có thể là rút khỏi Việt Nam. Mọi người lưu ý giúp là tôi nói có thể. Ở đây rằng là như mọi người đều biết rằng là Facebook khi lập ra cái mạng xã hội này, một trong những tiêu chí là ở đấy bảo mật cái thông tin của người sử dụng. Nhưng mà cách đây mấy tháng thì như mọi người đã biết rằng là giám đốc điều hành đã phải có những cái giải trình vì sao các cái thông tin đó bị lộ ra. Bởi vì mạng Facebook là người ta nhằm tạo ra để chia cho tất cả những người trên toàn thế giới chia sẻ kết nối với nhau, do đó người ta phải bảo mật thông tin. Tuy nhiên đấy, điều 26 của luật an ninh mạng có một cái quy định như thế này là bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, là có một cái quy định rằng là cơ quan tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam phải là thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số, bảo mật thông tin tài khoản của người dùng, cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản. Có nghĩa rằng là trước đây khi mà chúng ta một cái mạng Facebook của cá nhân mình đấy, khi có một vấn đề gì chúng ta có thể gửi email hay là chúng ta thực hiện là gửi thẳng đến cho Facebook và người ta sẽ xem xét, có thể là người ta khôi phục lại cái mạng Facebook đó. Tuy nhiên luật an ninh mạng thông qua thì ở đây Facebook phải cung cấp thông tin người dùng cho cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, ở đây là Bộ Công an, khi có yêu cầu bằng văn bản. Thì nếu như Facebook không có đáp ứng cái quy định của luật an ninh mạng này thì có thể là người ta sẽ không cung cấp, thì có thể người ta rút. Như Trung Quốc là chúng ta cũng đã thấy rồi đấy. Thì ở đây lúc này, ví dụ như bản thân tôi có Facebook thì trước đây rằng là những cái thông tin của tôi có thể là Facebook nắm giữ, và cái vấn đề là cái bảo mật thông tin, những cái thông tin cá nhân của tôi chỉ có Facebook biết, và cái tiêu chí cao nhất của Facebook là bảo mật thông tin. Tuy nhiên bây giờ Facebook phải cung cấp cái thông tin người dùng cụ thể ở đây, tôi đặt giả thiết nhé, cụ thể ở đây rằng là khi Bộ Công an yêu cầu rằng là Facebook phải cung cấp cái thông tin mà Facebook của cá nhân tôi cho Bộ Công an vì lý do an ninh mạng, thì buộc Facebook phải cung cấp. Thì hậu quả, hệ quả, những cái quyền riêng tư, những cái cá nhân của tôi, tất cả mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và khi cơ quan chuyên trách an ninh ấy, người ta không, nó có trong cái quy định luật này, người ta chỉ có một cái quy định rằng là khi yêu cầu cơ quan Facebook cung cấp thì cơ quan Facebook phải cung cấp, chứ không cần phải thông báo đến cá nhân tôi hay là thông báo đến cái người mà
cơ quan bảo vệ an ninh mạng yêu cầu cung cấp. Có nghĩa rằng là tôi là chủ sở hữu tài khoản Facebook, thì đáng lẽ ra khi cái trang Facebook của tôi mà một người nào đó khai thác hay một người nào đó xem xét, thì đáng lẽ tôi là người phải biết đầu tiên. Tuy nhiên cái quy định này cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng không quan tâm, và chỉ đề nghị cơ quan Facebook cung cấp thì Facebook nó cung cấp. Đấy là một cái mà tôi cho rằng là cái quyền sử dụng internet, cái quyền sử dụng mạng xã hội của mình đã bị hạn chế, cái quyền lợi của mình ít nhiều bị ảnh hưởng. Rồi thêm một cái quy định nữa là cơ quan an ninh mạng là có một cái quy định rằng là đề nghị rằng là cơ quan tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng là không được cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 15. Ở đây khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 15 quy định như thế nào? Là khoản 1 là thông tin là có nội dung tuyên truyền hoặc là các cái thông tin như là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, là thông tin bịa đặt. Một nghịch lý mà tôi cho rằng là khi chưa có một cái phán quyết của tòa án thì làm sao biết rằng là cái dòng chia sẻ của tôi hay là cái ý kiến của mọi người rằng là gây thiệt hại hay là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Chưa có một phán quyết của một cơ quan nào như vậy. Nhưng mà ở đây cơ quan chuyên trách an ninh mạng, người ta nhìn thấy cái đó có nguy cơ hay là cái đó có thể gây thiệt hại, thì người ta đề nghị rằng là cái tổ chức cung cấp các cái mạng xã hội tại Việt Nam dừng cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ. Thì đùng một ngày mọi người đang chơi Facebook hay là mọi người đang sử dụng một cái mạng nào đó, chỉ cần có một cái quy định bắt đầu thì tự nhiên rằng là mình mất cái tài khoản đó trong một thời gian dài. Và sau đó có thể rằng là cái kết luận cuối cùng rằng là những cái thông tin đó nó không gây thiệt hại gì cả. Thì trong cái khoảng thời gian dài mà bị mất đó, thiệt hại xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai phải bồi thường cho bản thân người bị ngắt, bị ngừng cung cấp? Facebook người ta không có trách nhiệm nghĩa vụ bồi thường việc đó, bởi vì người ta đang tuân thủ quy định của luật an ninh mạng mà do Quốc hội, do luật pháp Việt Nam ban hành. Chúng ta có kiện được cái việc này hay không? Dù biết rằng quyền kiện là quyền của chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc có lẽ không ai kiện, bởi vì kiện không có kết quả gì cả. Chưa nói đến một cái vấn đề rằng là bất chợt đề nghị là ngừng cấp, nhưng mà nếu như chúng ta đã biết là có rất nhiều doanh nghiệp người ta kinh doanh thông qua mạng Facebook, người ta kinh doanh và người ta đạt được một cái lợi nhuận rất khủng, và cá nhân người ta bán hàng online người ta đạt một cái lợi nhuận rất khủng, thì bất chợt vì một cái lý do bị ngừng cung cấp trong khoảng một năm. Ví dụ như doanh thu rằng là mỗi tháng mà bán hàng qua Facebook như thế là doanh thu khoảng 5-10 tỷ một năm, như thế mấy chục tỷ mà bị ngừng cung cấp như thế thì thiệt hại quá kinh khủng. Thì ai là cái người chịu trách nhiệm về cái việc này? Chúng ta có hiểu được những cái hậu quả như vậy hay không? Đó là những cái vấn đề mà tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi hay là tất cả mọi người sẽ thấy được những cái vấn đề như thế. Tôi nói mọi người nghe rõ không?
Và có hiểu không ạ? Có cái gì khó quá không? Và các tôi cũng rất mong muốn rằng là một số những ý kiến ủng hộ luật an ninh mạng, những quan điểm ấy thì vào có thể đưa ra ý kiến để tôi có thể trả lời luôn. Bởi vì hôm qua cũng có khoảng mười mấy comment và cho rằng là ủng hộ. Trong đó có một chị có hình đại diện là cái con mèo gì đấy, chị Giang, chị nói rằng là ủng hộ luật an ninh mạng để chồng mình không có đi tán gái. Đấy thì là những cái vấn đề mà mọi người sẽ thấy đấy. Khi đọc báo lên mạng thì tôi đọc vào mà nếu như không có hiểu hoặc là người dân đọc vào cái luật an ninh mạng này thấy thì trời ơi, nó quá tuyệt vời, nó hay, nó đều mục đích nhằm để mà bảo vệ cái tốt đẹp, bảo vệ cái không gian mạng, mọi thứ nó tốt đẹp, bảo vệ tránh người khác xúc phạm danh dự nhân phẩm, không có được khiêu dâm, không được kích động, bảo vệ thần quả cách mạng, rồi rất nhiều thứ. Khi đọc vào thì mọi người đều thấy rằng là nó quá tốt đẹp, nhưng mà hiểu sâu vào từng từ ngữ, hiểu sâu vào bản chất của luật pháp, hiểu sâu vào từng quy định thì chúng ta sẽ thấy được những cái mâu thuẫn, những cái giả thiết đặt ra mà chưa có lời giải. Chà, có chị Kiều Diệp Nguyễn gì khen luật sư đẹp trai quá, thả tim tím, cảm ơn chị nhé. Mọi người cứ thoải mái comment, thả tim tím thủy chung hay là thả gì đó cũng được, nhưng mà đừng có chỉ tục cực đoan là được. Tôi rất hoan nghênh và tôi rất mong muốn và rất cảm ơn những cái ý kiến phản biện, bởi vì không có ai hoàn thiện, không có ai giỏi được cả. Bản thân tôi là luật sư nhưng mà vẫn phải học các đồng nghiệp, học từ chính thân chủ khách hàng của mình, học từ xã hội, nên những cái ý kiến trái chiều, những cái ý kiến phản biện thì điều đó rất tốt. Bởi vì dân chủ là chúng ta phải tôn trọng quan điểm của người khác, nhưng mà quan điểm đó không mang tính cực đoan hay là quan điểm đó không mang tính xúc phạm thì tôi luôn tiếp thu, tôi luôn tiếp nhận. Chị Hồ Phương có nói rằng là đáng buồn vì đã thông qua. Cái này thì cũng không có gì quá đáng buồn lắm đâu. Thực ra là chúng ta sẽ lên tiếng, chúng ta sẽ góp ý, chúng ta sẽ chia sẻ những cái điểm mâu thuẫn để mà giúp cho cái luật nó hoàn thiện, giúp cho những cái quy định, không chỉ luật an ninh mạng hay là các quy định của pháp luật khác, nó chỉnh chu, nó đảm bảo được cái quyền lợi của đất nước, của cá nhân, của các tổ chức doanh nghiệp. Anh phân tích điều 21 và 22 luật an ninh mạng được không? Điều 21 thì tôi đã nói rồi, tôi đã chia sẻ rồi. Bây giờ là 19:07, đúng 19:15 tôi sẽ kết thúc và sẽ chia sẻ. Nếu như mọi người thấy cần thiết thì tôi sẽ chia sẻ tiếp theo. Ngày 1/1/2019 thì bộ luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực. Duyên ơi, cho anh xin ly nước. Luật sư ơi, đơn giản xíu đi, cụ thể là không được làm gì và dùng Facebook không phạm luật đi ạ. Thì cái này thì tôi sẽ chia sẻ sau, bởi vì trong cái hôm nay thì tôi chia sẻ về cái vấn đề rằng là những cái bất cập của luật an ninh mạng.
Rồi, tôi muốn nói đến rất nhiều, tất nhiên rất nhiều cái quy định trong này, nhưng mà không có đủ thời gian để nói với mọi người được hết, bởi vì nãy giờ là cũng đã một giờ đồng hồ rồi. Điều cuối cùng tôi muốn muốn chia sẻ là như thế này, là trong một cái xã hội văn minh, một xã hội dân chủ, và quyền lợi của những cá nhân, những tổ chức cần phải được đảm bảo. Không có một cái xã hội nào hoàn mỹ cả, mà để một cái xã hội nó phát triển thì phải cần có những cái ý kiến trái chiều, những ý kiến phản biện. Thì vô tình rằng là và không gian mạng là một trong những cái nơi để những cá nhân, tổ chức nêu lên những cái quan điểm của mình. Tuy nhiên luật an mạng này thì khi ban hành như thế này thì tôi với những cái quy định như thế thì tôi cho rằng ít nhiều nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như tôi nói một cái ví dụ đơn giản như thế này, rằng là chúng ta dùng điện thoại thì nếu như mà một hệ thống thì người ta độc quyền, người ta muốn tính cướp bao nhiêu thì chúng ta buộc phải dùng. Nhưng mà nếu như có nhiều mạng thì họ phải cần rất nhiều dịch vụ, họ phải cần rất nhiều giá cước. Thì ở đây là những người được lợi là những người dân. Do đó là tôi rất mong muốn rằng là những tất cả mọi người, cá nhân tôi, những luật sư đồng nghiệp, những người có trách nhiệm, những nhà luật, những nhà về kinh tế, những người về pháp luật sẽ có những cái ý kiến để đóng góp, chia sẻ, góp ý không chỉ cho luật an ninh mạng hoàn chỉnh hơn, để bảo vệ mục đích cuối cùng của luật an ninh mạng là bảo vệ mạng, chứ không phải là điều chỉnh những cái quan hệ mà những cái pháp luật khác đã điều chỉnh, như là xúc phạm nhất nhiều nhất phòng. Thì luật an ninh mạng nó không có ảnh hưởng gì đến an ninh mạng cả. Cái này là luật dân sự điều chỉnh, luật hình sự điều chỉnh. Đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ, và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho cá nhân của tôi, đã có những cái đóng góp, những cái chia sẻ dành cho tôi cũng như là những người làm luật sư. Tôi bản thân tôi rất biết ơn về điều đó, và cũng hy vọng rằng là sẽ được kết nối với tất cả mọi người nhiều hơn. Những cái buổi chia sẻ như thế này thì tôi không biết rằng là có giúp được mọi người hiểu ra phần nào hay không, nhưng mà thông tâm tôi, bản thân tôi thì hiểu được cái gì trong cái khả năng hiểu biết của mình thì tôi chia sẻ như thế. Nếu như có những cái vấn đề gì làm mọi người không hài lòng hay là mọi người chưa được thỏa mãn thì mong mọi người cũng hết sức thông cảm, và tôi sẽ lắng nghe để những cái lần sau nếu có chia sẻ thì sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì tôi kính chúc là tất cả mọi người là mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho xã hội của chúng ta luôn phát triển, và chúc cho mọi người đủ dũng cảm, chúc cho mọi người có một trái tim là yêu tổ quốc, để lên tiếng, để góp ý, để phản biện những cái vấn đề đang còn bất cập trong xã hội của chúng ta. Cảm ơn mọi người một lần nữa, xin cảm ơn. Và đến bây giờ thì tôi xin phép được kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn.